Vào cuối năm 2021, một chàng ngộ nghĩnh tóc xanh, beep bo theo đường nhạc không lời bắt tai xuất hiện khắp mọi nơi trên mạng xã hội. Đấy là nhân vật chính trong Friday Night Funkin', một game nhịp điệu chẳng biết từ đâu mà ra, nhưng nó nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim của cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, đồ họa và gameplay độc đáo, con game này tạo nên cơn sốt toàn cầu. Thế là một trang gọi vốn được lập ra với hàng phiên bản hoàn thiện được sản xuất vào năm 2021. Tuy nhiên, sau 3 năm, đến nay thì siêu phẩm năm nào vẫn bặt vô âm tính. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Friday Night Funkin'? Phải chăng nó là một vụ lừa đảo không khác gì The Day Before? Hãy cùng nhau tìm hiểu về chuyện gì đã xảy ra với Friday Night Funkin' trong video ngày hôm nay anh em nhá. Còn bây giờ, xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Nếu bạn cảm thấy cần gì đó để giết thời gian, hãy để tôi giới thiệu cho bạn một tựa game vô cùng thú vị, hiệp sĩ khoai tây. Với lối chơi vô cùng đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn, yêu cầu hai người chơi cần phải liên tục triệu hồi những hero lên sân để phòng thủ trước quân đoàn quái vật cực kỳ đông và hung hãn. Bên cạnh cơ chế triệu hồi, bạn có thể ghép những anh hùng giống nhau để có thể nhận được nhân vật ngẫu nhiên mạnh mẽ hơn. Ngoài solo tay đôi với những người chơi khác, trò chơi còn cho phép bạn khiêu chiến với những con boss siêu mạnh. Đặc biệt trong dịp lễ Tết này, game đã mắc kẻ thù mới, rồng phun lửa sẵn sàng bón hành cực kỳ mạnh cho những anh hùng khoai tây. Hiệp sĩ khoai tây xứng đáng là tựa game mà ai cũng nên chơi thử một lần. Anh em có thể tải game trên Google Play, App Store hoặc theo đường link tôi để ngay dưới phần mô tả và bình luận. Đừng ngần ngại để lại đánh giá 5 sao nếu thấy trò chơi này hay và thú vị anh em nhé. Câu chuyện của Friday Night Funkin' bắt đầu từ một anh chàng mang tên là Cameron Taylor, sinh năm 1999 tại xứ sở lá phòng đỏ. Là người cực kỳ yêu thích trò chơi điện tử và âm nhạc từ khi còn bé, chàng trai này luôn mơ ước rằng một ngày nào đó có thể trở thành nhà phát triển game. Để thỏa mãn niềm đam mê của mình, anh ta tham gia vào trang web có tên là Newgrounds và chăm chỉ hoạt động dưới cái tên Ninja Muffin 99. Đây là một nền tảng cho phép mọi người tự do giới thiệu tác phẩm liên quan tới trò chơi điện tử, phim, âm nhạc và cực kỳ phù hợp để làm nơi bắt đầu sự nghiệp. Sau 4 năm ròng rã, Cameron học được rất nhiều điều thú vị cũng như gặp gỡ những người bạn cùng chung chí hướng. Với khí thế hừng hực của tuổi trẻ, họ muốn tìm đến những thách thức, tự mình vượt qua cái giới hạn bản thân và làm nên điều phi thường. Chính vì thế, cả họ nhất trí tham gia cuộc thi làm game nổi tiếng trong giới lập trình riêng, sự kiện Ludum Dare 47 tổ chức vào tháng 10 2020. Trong 72 giờ, mỗi nhóm tham gia phải tạo ra một sản phẩm game để giành giải. Với một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, Cameron nhanh chóng quyết định tác phẩm tham dự phải thuộc theo loại nhịp điệu rhythm game. Cả nhóm bèn học hỏi lối chơi từ hai gương mặt đình đám là Dance Dance Revolution và Parappa the Rapper. Kết hợp phong cách đồ họa flash game cùng chủ đề lần này liên quan tới vòng lặp. Sau vỏn vẹn 72 tiếng lập trình ròng rã, Friday Night Funkin' đã chính thức được ra đời. Nội dung kể về một anh chàng tóc xanh có tên là Boyfriend đang đem lòng yêu một cô gái. Khổ nổi, bố của cô là một cụ sao nhạc rock và con đường duy nhất để đến trái tim cà rết là âm nhạc. Boyfriend đành phải sử dụng kỹ năng bắn ráp thường thường của mình để hạ gục tất cả tình địch và chinh phục trái tim cà rết. Gameplay xoay quanh việc bắt chước cái nốt nhạc của đối thủ bằng cách sử dụng những phím mũi tên hoặc WASD một cách đúng lúc và tránh bị mất hết HD trong suốt thời gian của bài hát. Vì được làm trong thời gian rất ngắn nên phiên bản nguyên mẫu vẫn còn rất sơ sài. Chỉ có một màn chơi duy nhất cung cấp thông tin sơ bộ về chủ đề chính và gameplay mà cả nhóm hướng tới mà thôi. Tuy nhiên, Friday Night Funkin' vẫn nhanh chóng gây chú ý nhờ vào lối chơi đơn giản, âm nhạc ngộ nghĩnh, bắt tai cùng với nền đồ họa khá là cụ tè. Dù chẳng thắng giải trong cuộc thi năm ấy, tựa game vẫn nhận về vô số lời tán dương, rất nhiều người bày tỏ mong ước có thể tận tay trải nghiệm trò chơi hoàn thiện. Thấy vậy, Cameron cùng đồng bọn quyết định theo đuổi dự án nhằm đáp lại kỳ vọng của họ. Vào ngày 1 tháng 11 2020, Cameron đã tải lên Newgrounds bản demo hoàn thiện hơn của Friday Night Funkin' dưới dạng mã nguồn mở, bổ sung hàng loạt tính năng, tuy chỉnh còn thiếu phần game nguyên bản. Bên cạnh đấy, họ thêm các màn chơi được gọi là tuần, mỗi tuần chứa 3 bài hát và một đối thủ khác nhau. Game có 3 mức độ: dễ, bình thường hoặc khó. Khi độ khó tăng lên, tốc độ các mũi tên cũng tăng lên và thứ tự mũi tên trở nên phức tạp hơn, tạo những thử thách khó nhằn với những con dân có niềm đam mê mãnh liệt với thể loại game nhịp điệu, thỏa sức trình diễn kỹ năng thường thường của mình. Ở Việt Nam thì thời đấy có Audition xâm chiếm toàn bộ các tiệm net với gameplay tương tự như thế, và nhờ vào lối chơi đơn giản nhưng gây nghiện, yêu cầu phần cứng cực kỳ nhẹ, phong cách đồ họa lấy cảm hứng từ Nitro và các bài hát original hấp dẫn, Friday Night Funkin' đã xây dựng được một cộng đồng fan nho nhỏ nhưng lại khá sôi nổi, khẳng định chỗ đứng riêng của mình trong hàng hà sa số những tựa game nhịp điệu khác. Bước ngoặt khiến cho đứa con tinh thần của Cameron bỗng chốc trở nên nổi tiếng, tới từ cái chết của Flash Game từng gắn liền với tuổi thơ của bao người. Kể từ ngày 31 tháng 12 2020, Adobe sẽ ngừng hỗ trợ Flash Player, khiến cho tất cả trò chơi thuộc hệ sinh thái này không thể nào truy cập được nữa. Dù đã mất ánh hào quang năm xưa và chẳng còn mấy ai chú ý tới, nhưng sự đi đột ngột của tượng đài giải trí vẫn để lại khoảng trống cực kỳ lớn trong lòng nhiều game thủ. Chính vì thế, khi nghe tin trên Newgrounds xuất hiện một sản phẩm phong cách thiết kế giống với huyền thoại vừa băng hà, họ liền kéo tới xem thử nó trông như thế nào và bị mê hoặc lúc nào chả hay.
1 đồng 10, 10 đồng 100, danh tiếng của Friday Night Funkin ngày càng lan rộng khắp trên mạng xã hội. Người chơi chế meme, nhà nhà biết bồ, theo lời thoại của anh chàng rapper tóc xanh. Nhiều YouTuber tên tuổi, sở hữu cộng đồng fan hâm mộ hùng hậu như PewDiePie cũng thi nhau phô diễn kỹ năng bắn rap cực kỳ đỉnh. Một số khác thì cho lo những video cốt truyện, giả thuyết ảo mà với lượt xem phải tính bằng hàng triệu. Không dừng lại đấy, vì được thiết kế dạng mã nguồn mở nên bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào file gốc rồi biến tấu theo ý của mình. Các nhà phát triển độc lập, studio nhỏ hay thậm chí là trẻ em cũng bắt tay sáng tạo những bản mod mang phong cách riêng của bản thân. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ những tựa game, anime cũng được góp mặt trong tựa game này. Bạn muốn so tài với Shaggy trong series Scooby-Doo đình đám? Hãy đến với Friday Night Funkin' cùng Kiryu Song Ka. Hãy đến với Friday Night Funkin' hóa thân thành huyền thoại Parappa lừng lẫy một thời. Hãy đến với Friday Night Funkin'. Đừng lo lắng, cộng đồng modder đầy tâm huyết sẽ biến chúng thành hiện thực. Chính họ là người góp phần biến trò chơi này phổ biến và duy trì sức nóng. Chỉ trong vòng 5 tháng ngắn ngủi, tu kẻ vô danh chẳng mấy ai biết tới, Friday Night Funkin lột xác cho anh ngôi sao nổi tiếng, gây bão khắp mọi mặt trận trên mạng xã hội. Thấy mọi người ủng hộ nhiệt tình tới vậy, Cameron cùng đồng bọn bèn quyết định chơi lớn. Cả nhóm cùng lên kế hoạch mở một chiến dịch gọi vốn để biến sản phẩm đầy thiếu sót của mình thành một tựa game hoàn chỉnh, thỏa mãn nguyện vọng ấp ủ bấy lâu này. Vào tháng 4, 2021, Cameron đăng dự án đầy tâm huyết của mình lên Kickstarter, gọi vốn mục tiêu là 60.000 đô. Những người ủng hộ có thể lựa chọn một trong những mốc nguyên góp tùy theo khả năng tài chính của mình. Mỗi mốc lại có phần thưởng khác nhau, từ ghi tên vào phần Reddit, artbook, đĩa CD, áo t-shirt, hay thậm chí là trở thành nhân vật chơi được trong game nếu chịu chi hẳn 5.000 đô. Cứ tưởng rằng 60.000 đô cho một dự án đến từ một đội ngũ lập trình viên vừa nghiệp dư vừa vô danh là con số quá khủng để có thể đạt được trong thời gian ngắn. Nhưng không, nhờ sự nổi tiếng trên khắp các nền tảng mạng xã hội cùng cộng đồng người chơi đông đảo, mà gọi vốn cho đứa con tinh thần của Cameron nhanh chóng đủ chi tiêu sau vài giờ ngắn ngủi, thậm chí còn vượt xa kế hoạch đề ra ban đầu. Tính tới thời điểm hiện tại, số tiền ủng hộ đã lên đến 2 triệu đô la, tương đương đâu đấy khoảng 48 tỷ thôi mà. Tuy nhiên, thành công đến quá sớm cũng không hẳn là chuyện tốt. Cứ cái gì liên quan tới tiền thì chắc chắn chuyện phiền sẽ đến. Vốn dĩ Cameron cùng nhóm bạn chỉ là những con người có chung niềm đam mê với việc làm game, cùng tụ họp lại với nhau tạo nên những thứ mới lạ họ chưa từng và cũng chưa hề yêu cầu. Friday Night Funkin phải mang về hàng núi tiền cho mình như một sản phẩm thương mại thuần túy. Và chính vì thái độ có phần cợt nhã cũng như đánh giá sai lầm về sự ủng hộ của cộng đồng dành cho mình, đội ngũ non trẻ này đưa ra quyết định đi thẳng vào lòng đất, từ đắc nghìn vào thế khó. Theo bản kế hoạch đề ra trên Kickstarter, phiên bản 60.000 đô ban đầu sẽ sở hữu toàn bộ tất cả các sản phẩm trước đó trên Newgrounds, đồng thời có thêm 60 bài hát, một số đoạn cắt cảnh, bản xếp hàng trực tuyến cùng vài cơ chế và nhân vật mới. Trò chơi này vẫn tiếp tục hỗ trợ cài đặt mod, cho phép cộng đồng tự do biến tấu, sáng tạo tùy theo sở thích cá nhân của mình. Không dừng lại đó, nếu số tiền ủng hộ vượt quá chỉ tiêu, đội ngũ phát triển sẽ bổ sung những nội dung thú vị hơn nữa. Ví dụ, khi đạt 85.000 đô la, mọi người có thể tham gia vào những battle rap trên chiếc điện thoại nhỏ nhỏ xinh xinh thay vì chỉ ngồi trước màn hình máy tính. Chạm cột mốc 665.000 đô thì chế độ trực tuyến sẽ được thêm vào, cho phép nhiều người cùng ghép đội so tài với nhau. Còn nếu dự án được rót tận 2 triệu đô như tôi đề cập ở trên, thì phiên bản hoàn chỉnh sẽ sở hữu tổng cộng 45 tuần, tức là 135 bài hát mới, cùng tùy chọn siêu khó và cất xin phong cách cartoon. Nhìn vào bản kế hoạch này, ta có thể thấy rằng Cameron đang quá tham vọng, tự vẽ ra mục tiêu quá xa vời với năng lực hiện tại của cả nhóm. Nên nhớ rằng, bản demo trên nền tảng Newgrounds chỉ sở hữu vỏn vẹn 7 tuần trong xuyên suốt 5 tháng ròng rã, dù có cải tiến với phiên bản gốc. Nhưng sự thật thì nó vẫn còn rất sơ sài, gần như chẳng giao diện hay tùy chỉnh gì cả, và không đặt chuẩn sản phẩm sẵn sàng trình làng trước toàn thế giới. Đây cũng là lý do mà chính nhà khổng lồ khó tính Nintendo từng từ chối lời đề nghị mang Friday Night Funkin lên máy Switch, bất chấp đội nổi tiếng mà anh chàng rapper tóc xanh gây dựng được bấy lâu nay. Dù có xuất phát từ một niềm đam mê mãnh liệt, tình yêu chân thành dành cho đứa con tinh thần đi chăng nữa, nhưng việc không tự lượng sức đã khiến đội ngũ phát triển Friday Night Funkin đưa ra những hứa hẹn quá trên trời. Sau khi chiến dịch gọi vốn thành công vượt ngoài dự tính, đội ngũ phát triển Friday Night Funkin mới liên hệ với Needle Juice Records, một công ty chuyên sản xuất sản phẩm vật lý liên quan tới âm nhạc làm đối tác để phân phối quà tri ân tới tay những người hâm mộ, cam kết mọi thứ sẽ được giải quyết êm xuôi vào tầm đâu đấy tháng 9 2021. Tuy nhiên, quá trình thực hiện lại gặp rất nhiều trắc trở. Bên phía Cameron cứ liên tục trì hoãn, báo rằng mình vẫn đang lên ý tưởng nên là chưa thể nào gửi bản thiết kế để bước vào giai đoạn sản xuất theo tiến độ vạch ra từ trước. Chính vì thế, tới tận tháng 10 năm ấy, chưa một ai nhận được bất kỳ thông tin hay là phần quà gì cả. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy rất bức xúc, hàng loạt câu hỏi đổ dồn ở phía Needle Juice Records cùng đội ngũ Friday Night Funkin cho rằng có thể nhận được câu trả lời thích đáng cho sự chậm trễ này. Trong sự giận dữ đang ngày một dâng cao, Cameron cùng đồng bọn vẫn bình chân như vậy, chẳng hề mảy may quan tâm tới drama xung quanh.
vào ngày 7 tháng 9, 2021, họ đăng bài cập nhật tiến trình lên trang Kickstarter, thông báo rằng mình không thể nào gửi kịp quà theo dự kiến, với một thái độ chẳng mấy nghiêm túc. Tụi tôi đang làm việc chăm chỉ để thiết kế hình ảnh cho những sản phẩm về nhạc, poster, nhãn dán, game cài các thứ, rồi còn hợp tác với hội bạn chuyên bán mấy thứ này nữa. Họ nhấn mạnh mấy phần quà này được chuẩn bị gần xong hết rồi, chỉ mỗi sản phẩm đĩa than phải chờ thêm nửa năm do nguồn cung cấp nguyên liệu đang rất khan hiếm. Ngoài những thứ trên, bài viết không đề cập thêm bất kỳ thông tin nào khác hữu ích hơn. Tới tận ngày 28 tháng 2, 2022, đội ngũ phát triển mới chịu trồi lên thông báo mấy món quà thưởng được hoàn thành 99,99%, hay nói khác là nó chưa hoàn thành. Và những người ủng hộ bị leo cây thêm một lần nữa. Và với Phong Phong khá là xuồng xả, thái độ cợt nhã. Họ chỉ lan man kể khổ các thứ, khẳng định mình vẫn đang cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu, rồi lại lặn mất tầm như trước. Thời gian cứ thế trôi qua, những linh hồn tội nghiệp nguyên góp hàng đống tiền cho Friday Night Funkin' vẫn mãi ngồi đấy đợi cái màn tái xuất của anh chàng rapper tóc xanh trong vô vọng. Tính tới thời điểm hiện tại, Cameron cùng nhóm bạn vẫn đang lay hoay với đống quà tri ân. Lâu lâu trồi lên, cập nhật tình trạng hàng hóa cho có lợi tí, chứ không hề tương tác một cách tử tế với người hâm mộ của mình. Một khi phát sinh vấn đề chuyển phát hay là giao nhầm địa chỉ, họ lại đùng đẩy hết trách nhiệm cho phía Needle Juice Record xử lý thay, khiến công ty đối tác kia cũng phải chịu tiếng xấu. Tuy nhiên, chuyện đáng trách nhất chính là việc giấu nhẹm quá trình phát triển bản game hoàn thiện kia. Sau hơn 2 năm khởi động dự án, họ chẳng thèm hé lộ bất kỳ thông tin nào về trò chơi. Còn phiên bản trên Newgrounds cũng bị vứt xó từ cái ngày thông báo gọi vốn. Mọi câu hỏi liên quan tới tiến độ làm game đều bị đội ngũ phát triển ngó lờ hoặc chỉ đáp bằng mấy câu bông đùa kiểu bạn bè thân thiết lắm vậy. Cứ như 2 triệu đô cùng niềm tin của 60.000 con người tài trợ dự án chẳng là gì trong mắt họ cả. Điều này dấy lên nhiều tin đồn rằng Cameron đang cố trì hoãn tự game để chiếm trọn luôn số tiền ủng hộ khổng lồ kia. Nối chế cứ thế leo thang, ngày càng lan rộng khắp cộng đồng game thủ. Trong lúc đứa con tinh thần của Cameron mãi dậm chân tại chỗ, thì rất nhiều đối thủ nặng ký khác liên tục xuất hiện với nội dung ngày càng mới lạ và hấp dẫn hơn. Vốn có thời lượng chơi khá ngắn, gameplay lặp đi lặp lại mà còn bị chính cha đẻ của nó bỏ rơi. Không có hiểu cộng đồng cảm thấy chán nản rồi quay lưng với chàng rapper tóc xanh mình từng hết lòng hâm mộ. Friday Night Funkin' từ một minh tinh nổi tiếng, nhà nhà ngưỡng mộ, nay trở thành đứa trẻ mồ côi tội nghiệp sống lay lắt qua ngày nhờ vào tình thương và lượng nhỏ người chơi trung thành từ những năm tháng đầu tiên. Vào ngày gọi vốn, Friday Night Funkin' có ngày mắt dự kiến là tháng 4, 2022. Dĩ nhiên các bạn đều thấy đây không phải là sự thật. 2 tháng trước ngày ra mắt, Funkin' Crew đưa ra giải thích như sau. Để giải quyết hoàn toàn mọi thắc mắc, Friday Night Funkin' sẽ không hoàn thành vào tháng 4, 2022 được đâu. Tao cười tao ỉa. Và cho đến nay, hết năm 2023, sang năm 2024 rồi, cập nhật cuối cùng của Friday Night Funkin' là vào ngày 28 tháng 2. Vẫn chưa thông tin cụ thể nào về gameplay, mà chỉ là những hứa hẹn. Dù cho một trò chơi đơn giản sinh ra từ niềm đam mê thuần khiết của những đứa con đầy hoài bão, Friday Night Funkin' đã làm nên nhiều điều không tưởng và suýt trở thành huyền thoại mới trong làng giải trí điện tử. Nếu Cameron và đồng nghiệp tại Funkin' Crew biết tự lượng sức mình, đặt ra những mục tiêu thực tế hơn, cung cấp thông tin phát triển thường xuyên và tích cực trao đổi với cộng đồng, có lẽ tựa game này không phải chịu kết cục đáng buồn hiện tại. Còn bạn, bạn nghĩ sao phiên bản hoàn thiện hơn của Friday Night Funkin' trong tương lai? Liệu nó có thể được ra mắt vào ngày nào đó hay không? Hay nó lại là một cú lừa thế kỷ? Hãy để lại comment bên dưới cho biết anh em nhé. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay giải trí đừng quên like, share, cũng như đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hữu Minh, xin chào và hẹn gặp lại.